cảm ơn các chị. Rồi thì đây là cái bo dàn nóng của cái điều hòa sáp 9000. Thì bây giờ em phải xác định cái đầu tiên là xác định cái đầu vào cho tôi để cái dò mạch, để phần nguồn xung, phần công suất nhá. Thì chia sẻ với như mà tôi nói trước thì đây, từ cái cuộn dây lọc nhiễu này chúng ta có hai hướng. Một hướng dò về phần cầu trì này thì nó sẽ ra cái rắc cắm AC, và dò ngược theo các linh kiện thì nó sẽ phải đi về cầu diốt. Đấy, người ta dựa vào cuộn dây nhá. Mạch nào nó cũng có cái lọc nhiễu này đúng không? Thì từ đây em nhìn trên đây, tôi thấy cuộn dây đi thẳng đây, đi đây, đi vào một dây màu nâu. Cuộn dây đi thẳng đây, đi vào một xanh lá, thì tôi xác định được đây là đường vào AC 220. Rồi, ta dò nhá. Một là ta nhìn mạch quen, hai là ta sẽ lấy đồng hồ. Đây là cầu diốt, thì có hai đường AC nó đi qua những cái gì nó phải đến bên đây. Được chưa? Đây một cái dây này, từ cái dây màu nâu này. Nhìn đây được chưa? Rồi. Đến đây này, rồi đi vào cầu diốt được chưa? Một đường AC nhá. Chưa? Thì bây giờ cái đường AC này nó phải là cái dây còn lại nó phải đi đến đây. Thì nhìn đây ở cái bo dàn nóng thì chúng ta thường có một cái cuộn dây Azizer nó rút ra rồi, thì đây là dây hai dây màu xám. Nó sẽ cắm vào cuộn dây Azizer thì hình dung chỗ này nó sẽ thông với nhau. Rồi, đây. Từ cuộn dây này là dây màu xanh biển đi ra đầu cuộn dây này, được chưa? Thì nó sẽ chạy ra đây, nó sẽ đi theo trên đường mạch, nó sẽ em đo sẽ từ đầu cuộn dây em đo đến cái đầu cầu chì nhỏ này. Kiểu xa lại đây. Cầu chì 220V mà 51.5A này chưa? Đi đến con đầu con BTC này. Con BTC NTC này. Được chưa? Nó đi sang bên đây. Cái con NTC BTC này nó song song với cái tiếp điểm của giơ le. Thế vậy ban đầu điện AC nó sẽ phải đi qua cầu chì và đi qua con BTC này để cấp thẳng vào đây. Qua cái cuộn dây này chưa? Cái dây màu xám này bây giờ em nối hai cái dây màu xám với nhau. Thì em sẽ đo lên đây. Chập vào nhau đi. Đấy, em chập vào, tôi sẽ đo cho. Thì nó sẽ từ cái đầu cái điểm từ này đúng không? Sẽ lên đây. Được chưa? Và đi vào một cái chân cầu điếu còn lại. Thì muốn qua cầu điếu còn lại thì em phải cắm cuộn Azizer. Vì vậy khi cắm điện vào, điện nó sẽ đi qua cái cầu chì nhỏ 21.5A này. 15A này, được chưa? Rồi bắt đầu đi qua con BTC. Con BTC này nó mắc song song với một cái dơ le, thì đây là cái mặt chống chập học rồi. Thì khi thăm dò điện nó sẽ đi qua con BTC trước, đi vào cầu điếu tạo ra 300V cấp cho phần công suất, không chạm chập gì. Thì tiếp tục cái này vi xử lý nó sẽ ra đóng cái dơ le này, thì điện lúc này đi qua cái dơ le này thì cái dòng nó mới đủ để nuôi cho phần công suất. Còn nếu có chập gì thì con này nó giữ điện lại, em nhớ chứ nhá. Đây là mặt chống chập nhá. Con BTC ấy. Ok chưa? Đấy, thì nó như thế này. Một đường điện AC nó sẽ đi thẳng vào phần bảo vệ của áp này đúng không? Cầu chì này, cầu chì nằm đây này. Cầu tụ lọc nhiễu này, được chưa? Cuộn dây lọc nhiễu này. Được chưa? Một thằng nó sẽ chạy thẳng. Đây nó có hai cuộn lọc nhiễu, một thằng chạy thẳng chưa? Cầu điện. Còn thằng kia nó đi lên đây thì em nhớ nó sẽ đi qua một cái cầu chì nhỏ này nữa. Cầu chì nhỏ. Rồi đến con đây. Con xanh xanh này ra, tạm thời điện nó sẽ đi qua con ghi đây, nó ghi con BTC được chưa? Đấy. Đây, BTC nó như thế này. Nó song song với cái tiết điểm của giơ le nó như thế này, nó mới đi vào cầu chì nhá. Giơ le vẽ ra. Đây. Đây là BTC. Thì vậy em hiểu này, muốn có điện đi vào cầu chì này tạo ra 300V như này em rồi tôi thì một đường nó chạy thẳng qua thế đấy đúng không? Một đường nó phải đi qua đây, rồi đi qua cầu chì F2 này, rồi đi qua con BTC đi sang đây để thăm dò điện áp bên 300V. Nếu đây có 300V không chạm chập gì cả thì lúc này vi xử lý nó chạy nguồn xung chạy, nó mới đóng cái giơ le này. Thì cái nguồn xung này nó chia làm hai nhánh, một nhánh đây là nguồn nuôi cho công suất, còn một nhánh 300V nó lấy đường khác để nó tạo ra vi xử lý chạy và đóng cái giơ le này. Cái giơ le này không được đóng thì sau này công suất nó chạy nó tăng dòng thì nó cũng giữ điện lại. Em bỏ ngoặc cái này rồi nhá. Thế bây giờ từ bắt đầu dò cho tôi, xác định cho tôi đầu tiên là quan trọng là các mạch này em phải xác định ở đâu là cái điện áp cấp vào, nó qua được những linh kiện gì để nó vào được cầu điếu tạo ra 300V, và từ cái 300V nó cấp cho công suất và cấp cho nguồn xung, và khối nguồn xung nó chạy ra điện áp như thế nào. Đúng không? Rồi các khối ta phải nắm được hết trước khi ta cầm sửa của bo mạch. Bây giờ em sẽ lấy đồng hồ, em sẽ thực hành như tôi vừa chỉ, còn nó lại mắc ở đâu tiếp tục lại hỏi và liên tục hỏi khi nó thế nào tại sao, đúng không? Tôi đây em thắc mắc là em chưa hiểu đầu vào nó như nào. Hôm nay em học được mấy hôm thì cái giò này thì nó chưa được ngay, nhưng từ từ mỗi hôm một tí đúng không? Đấy, em hiểu tại sao điện này vào đến đây thì tôi vừa giải thích rồi nhá. Thì bây giờ tôi vừa chỉ, bây giờ em tự tay em lại xem làm lại như thế. Nếu được thì ta lại là ok, còn chưa được thì lại mắc chỗ nào. Đấy, lại hỏi tiếp. Ok không? Vâng. Tôi sang chuyển sang cái máy bo máy giặt cho nào. Cái đây. Cái đấy nó cắt ra được chưa anh? Được rồi. Cắm vào em cấp nguồn vào xem nó bao lỗi như thế nào. Thì sửa đây là cái bo Samsung 8kg cửa ngang Invector, nó đang là phần công suất không chạy, không bao lỗi nhá.
Rồi thì tiến hành sửa này.